chào các bạn, mình tên là Hoàng Tái. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các khúc cho các bạn một ca khúc cũng rất là lãng mạn đấy. Con đường tình yêu lâu rồi phải không? Mời các bạn cùng nghe nhé. Nó rất là đi sâu vào lòng người, mình đã cảm nhận được điều đó. Các bạn thì sao?